một khoảng thời gian mình đã từng nghiện bài thơ này của Charles Bukowski, không phải chỉ bởi vì vần điệu mà còn cả về nội dung. Bài thơ hay còn có thể hiểu là một lời nhắn nhủ của ông gửi tới tất cả các ngành nghề mang tính chất sáng tạo, từ các công việc mang tính chất chuyên môn cao như chỉ đạo sản xuất, nhà soạn nhạc, kiến trúc sư cho tới những công việc vẽ tranh hay thậm chí là những môn thể thao. Tuy nhiên thì đối với mình, đó chỉ là một bài thơ khá là truyền cảm và lãng mạn. Trong đó còn nói về quan điểm của ông với những công việc mang tính chất sáng tạo. Nhưng mình nghĩ ông đã sai. Trong lịch sử, đã từng và đang có rất nhiều những thiên tài mà họ không thể có những thứ gọi là bursting out of you in spite of everything, nhưng vẫn làm những công việc tràn đầy sự sáng tạo. Nhìn những gương mặt thiên tài này, hẳn là các bạn đã rất quen thuộc rồi phải không? Và vấn đề chung của những bộ óc sáng tạo này, hay kể cả là bạn, là mình và cả những người khác nữa, đó là bạn càng hào hứng hơn về quá trình sáng tạo của mình bao nhiêu thì sẽ càng khó cho bạn để có thể ngồi xuống và làm nó. Cái bẫy mà đa số những người viết đều mắc phải, kể cả mình, đó là dành hàng giờ đồng hồ ngồi trước máy tính, chăm chú nhìn vào trang giấy trắng nhưng lại không thể nào tìm ra được động lực nào để viết. Không phải là chúng ta không muốn viết gì, cũng chẳng phải là chúng ta không có khả năng để làm điều đó, mà thật ra sâu thẳm bên trong bản thân chúng ta là chúng ta sợ. Sợ rằng là những gì mà chúng ta viết ra sẽ không đủ hay. Steven Pressfield đã từng nói, có một bí mật mà chỉ những nhà văn thực sự mới biết, còn những người muốn trở thành nhà văn thì không. Đó là, để viết được một đoạn văn thì không hề khó. Cái khó ở đây là làm sao để ngồi xuống mà viết được. Và ông đã gọi thứ ngăn cách chúng ta ngồi xuống để có thể viết, đó chính là sự kháng cự, resistance. Vậy thì sự kháng cự là gì? Theo như những gì mà Pressfield đã nói, thì sự kháng cự là thứ đứng chắn giữa cuộc đời mà chúng ta đang sống và cuộc đời mà chúng ta muốn sống. Nó ngăn cách chúng ta giữa hiện thực với những giấc mơ, những hoài bão về việc trở nên là ai hay muốn tạo ra cái gì. Bạn muốn trở thành một nhà văn trong khi chưa từng viết gì? Bạn muốn trở thành một họa sĩ nhưng lại chưa từng vẽ gì? Hay bạn muốn trở thành chủ một công ty nhưng lại không muốn bắt đầu gây dựng sự nghiệp? Nếu bạn đã từng có suy nghĩ đó thì xin chúc mừng, có thể bạn là nạn nhân của sự kháng cự. Sự kháng cự, theo như những gì mà Pressfield đã mô tả, thì là một hội chứng khá nghiêm trọng trong xã hội ngày nay. Ông đã mô tả nó trong cuốn sách của mình như là một con quỷ ăn sâu bên trong mỗi người. Hàng trăm triệu người trên thế giới này đã bị nó đánh bại. Những giấc mơ của họ khi còn là trẻ con đã chết dần chết mòn bởi vì họ đã từ bỏ mà thậm chí còn không thèm quay đầu lại dù chỉ một lần. Và đó là lý do mà tại sao mà chúng ta nên tìm hiểu về nó và kể cách làm sao để có thể đối mặt với nó. Pressfield đã từng mô tả về sự kháng cự theo một cách rất đẹp. Sự kháng cự là vô hình và nó xảy ra bên trong mỗi con người. Chúng ta nghĩ rằng bạn bè, công việc, thú cưng hay là Internet đã khiến chúng ta không thể sáng tạo. Nhưng sự thật thì không phải vậy. Bạn đã bao giờ vừa viết được một tí là muốn đi uống nước, muốn đi vệ sinh, muốn hút thuốc hay chỉ đơn giản là nghỉ ngơi một lát, rồi dặn lòng là sẽ quay lại viết tiếp ngày sau đấy, nhưng rồi vẫn tiếp tục nghĩ về những thứ khác và điều đó cứ tiếp tục xảy ra như một vòng lặp lại luân hồi. Đừng bao giờ coi thường sức mạnh của sự kháng cự. Nó sẽ khiến chúng ta đi lệch ra khỏi những mục đích ban đầu, làm hỏng mọi deadline, khiến chúng ta trở nên mụ mị đầu óc và dần rơi vào trạng thái trì hoãn, procrastinate. Sự kháng cự xuất phát từ chính bản thân chúng ta, là một kẻ thù mà chính chúng ta đã tạo ra nó từ sâu thẳm bên trong mỗi con người. Và sự kháng cự đó cũng sẽ tạo ra sự trì hoãn. Điển hình tiêu biểu là suy nghĩ như thế này: thôi, để mai làm đi. Mình sẽ không làm được sẽ là điều mà bạn thường xuyên nói với bản thân trong suốt cuộc đời. Đây là điều mà sự kháng cự muốn chúng ta phải thừa nhận khi nó đeo bám chúng ta. Những biểu hiện khác của sự kháng cự là việc tự nuông chiều bản thân, đắm chìm trong mạng xã hội, Facebook, YouTube, Instagram, rượu, nước ngọt, tình dục, thủ dâm, các chương trình TV, những chuyện tầm phào, cà phê, đồ ăn ngọt, đồ ăn chứa nhiều chất béo, đồ ăn nhanh, sô-cô-la và thậm chí là cả ma túy và cần sa. Pressfield cũng đã mô tả rằng không phải sự nuông chiều bản thân nào cũng là biểu hiện của sự kháng cự. Nhưng nếu bạn cảm thấy bản thân trống rỗng hay thường xuyên không cảm nhận được sự thú vị nào của cuộc sống,
thì khả năng cao là bạn đã rơi vào trạng thái của sự kháng cự. Trong tiềm thức của mỗi con người, chúng ta đều thừa biết rằng là ngay vào cái khoảnh khắc mà chúng ta đồng ý đánh đổi cả một mục tiêu lâu dài chỉ để đổi lấy những sự hài lòng, thoải mái nhất thời, thì sự kháng cự đã đánh bại bản thân chúng ta mất rồi. Sự kháng cự sẽ xảy ra khi chúng ta tạo ra những tiêu cực đối với cuộc sống xung quanh, khi ta tự làm tổn thương bản thân, khi mà dành quá nhiều thời gian cho việc soi mói, chỉ trích người khác, khi mà chúng ta trở nên quá ủy mị theo nhiều cách, và thậm chí là ngay cả khi chúng ta đã nhận ra là tại sao mà mình vẫn chưa bắt tay vào làm việc nữa. Đối với những nghệ sĩ thực thụ, họ sẽ không bao giờ chấp nhận những hành vi tự tàn phá bản thân như vậy, bởi vì những điều đó sẽ khiến họ không thể làm được những công việc mà họ mơ ước. Mặt khác, sự kháng cự cũng có thể trở nên có ích. Sự kháng cự sẽ chỉ cho bạn đi theo tiếng gọi của bản thân, điều mà bạn chỉ có thể nhận ra khi cảm thấy e dè, sợ hãi, lo ngại trước một thử thách nào đó. Ví dụ như là khi phải làm một thứ gì đó mới, đầy tính sáng tạo, nhưng bản thân lại không hề biết một chút nào về nó. Và nỗi sợ đó cũng chính là thứ mà chúng ta phải học để đối mặt với nó. Từ nỗi sợ, chúng ta phải học cách dần chấp nhận nó, sống chung với nó và phải yêu nó. Nếu như bạn không thể thích một công việc mà bạn đang làm, bạn sẽ không thể nào cảm nhận được bất cứ sự thú vị nào về nó, và nó sẽ dần khiến cho bạn trở nên sợ hãi và khiến cho cuộc sống của bạn trở nên tệ hơn. Sự kháng cự sẽ luôn hướng chúng ta đến hướng bắc riêng của mỗi người. Bạn càng có bao nhiêu sự kháng cự trước khi bắt tay vào công việc thì cũng sẽ có chừng đó sự thỏa mãn ngay khi hoàn thành nó. Vậy thì làm sao để chúng ta có thể kiên định để đánh bại được sự kháng cự bây giờ? Câu trả lời được đưa ra đó là trở thành một pro turning pro. Quay trở lại với đoạn hội thoại giữa Stephen King và Jill Graham Martin, có thể nhận thấy rằng việc trở thành pro khó khăn hơn đối với Jill Graham Martin. Trong khi ông lại là một trong những tiểu thuyết gia tài năng nhất trong thập kỷ này, nhưng ông vẫn chưa thể trở thành pro. Và đó chính là lý do tại sao mà mình vẫn đang phải ngồi chờ tiếp cuốn sách tiếp theo của ông. Một người chuyên nghiệp sẽ phải dám đối mặt với nỗi sợ, trong khi những kẻ nghiệp dư sẽ luôn sợ hãi về khả năng của mình để có thể đáp ứng được bức tranh mà mình kỳ vọng hay không, và họ sẽ đợi nỗi sợ biến mất mới có thể làm được. Nhưng đối với một người chuyên nghiệp thì họ sẽ biết rằng việc đó sẽ không bao giờ xảy ra, và đằng nào cũng sẽ phải đối mặt với nó, cho nên là họ sẽ làm ngay và luôn. Những kẻ nghiệp dư thì thường mơ về sự thành công theo cách là một ngôi sao của những sân khấu. Trong khi một pro, một người chuyên nghiệp thì họ luôn biết rằng thành công chỉ thực sự đến khi những công việc tầm thường mà chúng ta hay làm đã thực sự trở nên thuần thục. Và khi đó thì phần thưởng sẽ tự động chạy vào túi chúng ta. Bằng những cách này thì những người chuyên nghiệp có thể ngăn ngừa được sự thất vọng, disappointment. Là một người bạn thân thiết của resistance, thứ mà cũng có thể khiến chúng ta muốn bỏ cuộc. Và những người chuyên nghiệp sẽ chơi theo cách mà cuộc đời họ muốn chơi cùng. Họ không bao giờ đổ thừa cho việc xui xẻo hay nghịch cảnh hay là những bất công mà đã làm cho họ trở nên ngu dốt ra sao, mà họ sẽ thừa nhận luôn là mình đã ngủ sẵn rồi. Một người chuyên nghiệp sẽ biết bỏ đi lòng tự trọng của bản thân. Họ biết rằng là họ sẽ không bao giờ là người giỏi nhất, cho nên họ sẽ luôn luôn sẵn sàng học hỏi nếu như có ai đó giỏi hơn. Nhưng hãy luôn cẩn thận, bởi vì chỉ cần một lời nói dối, một sự kiêu căng tỏ vẻ thôi là sự kháng cự sẽ nhận ra liền. Nó sẽ quay lại và tiếp tục làm mê muội bản thân chúng ta, ngăn cách chúng ta làm những ý tưởng sáng tạo. Pressfield cũng đã chỉ ra rằng đây là giai đoạn khó khăn nhất trong việc trở thành một pro. Một pro sẽ đặt cả trái tim và linh hồn của họ vào trong công việc, rồi khi đã làm xong thì sẽ lùi lại, đánh giá công việc của mình cách khắt khe nhất, ghi chú lại những lỗi sai để có thể làm tốt nhất trong những dự án tiếp theo, và rồi họ sẽ lại tiếp tục các dự án mới. Một pro sẽ chấp nhận tất cả những lời phê bình, nhưng họ sẽ không để nó ảnh hưởng tới niềm cảm hứng của mình, vì họ biết rằng điều đó sẽ khiến sự kháng cự quay trở lại. Hầu hết những người nghiệp dư nghĩ rằng họ chỉ cần yêu công việc mà mình muốn làm là đủ. Họ có thể làm nó bằng cả tình yêu và không cần nhận lấy danh tiếng hay tiền bạc gì cả. Nhưng một người chuyên nghiệp thì biết rằng nếu như có quá nhiều tình yêu cho công việc thì sẽ khiến bản thân họ trở nên quá nông cạn, tù túng trong chính cái lồng mà họ tạo ra. Khi mà nghe đến đây rồi thì chắc hẳn là các bạn sẽ nghĩ rằng là một công việc sáng tạo mà lại nghĩ theo cách đầy khắt khe như vậy thì những câu chuyện lãng mạn hay là cổ tích, thần thoại, đẹp đẽ, sự thần bí của nghệ thuật sẽ ở đâu? Đó là những thứ mà chúng ta thường hướng tới trong công việc sáng tạo cơ mà. Và câu trả lời đó là những điều đó sẽ xuất hiện khi bạn đã thực sự trở thành một pro.
bạn sẽ thấy được chúng khi bạn đã hoàn toàn đánh bại sự kháng cự. Khi bạn đã ngồi xuống được và bỏ hết những suy nghĩ khác đi, thì điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Bạn sẽ grin it out những niềm cảm hứng của mình. Những con chữ, những nét vẽ, những nốt nhạc, màu sắc sẽ hiện ra. Pressfield gọi trạng thái đó là ở trong zone. Theo như những gì mà ông mô tả, thì những nàng thơ sẽ dẫn lối cho niềm cảm hứng của bạn. Và ông cũng mô tả rằng resistance chính là hell, địa ngục, và creation chính là heaven, thiên đường. Khi bạn đã vượt qua được tầng của sự kháng cự, thì sẽ được chạm tới tầng của sự sáng tạo. Và tại đây, các nàng thơ sẽ dẫn lối cho niềm cảm hứng của bạn. Dù cho đó là nghệ thuật, triết học, chính trị, những nàng thơ vẫn sẽ nhìn xuống và mỉm cười với bạn, sẽ động viên và dẫn bạn vượt qua con đường đầy tối tăm và mịt mù của những công việc sáng tạo, thúc đẩy bạn trở nên chuyên nghiệp hơn. Và khi bạn đã vượt qua được những cái tôi của bản thân, vượt qua cái bản ngã của chính mình, thì những nàng thơ sẽ tới và ngồi lên vai bạn. Họ là những đồng minh quan trọng và mạnh mẽ nhất đồng hành cùng bạn trên con đường đánh bại sự kháng cự khi nó quay trở lại. Họ sẽ dẫn lối cho bạn trong cuộc đấu tranh với bản ngã đen tối bên trong bạn và sẽ tiếp tục dẫn dắt bạn cho đến khi hoàn thành xong con đường của mình. Và vào cái khoảnh khắc mà bạn viết xong những con chữ cuối cùng của bản thảo, khi bạn chơi xong những nốt nhạc cuối cùng của bản nhạc, thì bạn có thể tự tin nhìn vào sự kháng cự mà nói rằng Rest in peace, motherfucker! Và bạn sẽ lại tiếp tục những dự án mới, cuộc chiến giữa bạn và sự kháng cự sẽ tiếp tục bắt đầu một trường mới. Và tóm gọn lại thì trong bài này, ý mình muốn nói ở đây đó là đừng nghĩ ngợi nhiều nữa mà cứ bắt tay vào làm việc luôn đi. Hy vọng là các bạn sẽ thích nội dung lần này và đừng quên like, share, subscribe ủng hộ cho chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spiderroom.com. Mình là Isa, xin chào và hẹn gặp lại.